Công thức thoát nghèo của 87% người giàu có tự thân. 1. Dã tâm được nuôi nấng từ sự kiên định. Một người theo đuổi sự thành công từ hai bàn tay trắng sẽ gặp phải không ít lần tuyệt vọng vì thất bại. Nhưng với ước mơ được chinh phục, họ luôn xác định rõ khát vọng của cuộc đời. Khi đã có mục tiêu, việc còn lại chỉ là nuôi dưỡng quyết tâm theo đuổi và duy trì sự nhiệt huyết trên suốt chặng đường đấu tranh. Sói là loài vật có thể truy đuổi con mồi nhiều ngày liền. Chỉ khi hạ gục được đối thủ, nó mới tạm coi đó là thành công. Con người học được gì từ loài sói? Đó là cách nắm bắt cơ hội và dã tâm đạt được mục đích. Cuộc sống thì luôn bất ổn, vì thế nếu chưa cảm nhận được hết khó khăn từ cuộc sống thì hãy luôn tin tưởng, người thành công thì không từ bỏ, người từ bỏ thì không thành công. 2. Dám thách thức đối thủ mạnh hơn mình. Tinh thần dám thách thức với bản ngã và giới hạn bản thân là chìa khóa dẫn đến thành công. Loài sói luôn có được thành công chính bởi chúng không lẩn trốn và luôn chủ động tìm hướng giải quyết. Không thử thì sẽ không thể biết được kết quả cho dù là thành công hay thất bại. Giống như loài sói, người mạnh sẽ dám thách thức đối thủ mạnh hơn mình. Việc thúc ép bản thân hàng ngày với tâm lý này, bạn sẽ có cơ hội biến những điều không thể thành có thể. Thế trận sẽ luôn nghiêng về phía người có quyết tâm lớn hơn. 3. Dũng cảm đối diện với hiện thực. Trong cuộc chiến của các loài động vật, sói thực sự là kẻ mạnh. Tâm lý của kẻ mạnh là điều đáng được học hỏi, bởi khi vấp ngã, họ không chọn cách oán trách hoàn cảnh. Thay vì suy nghĩ về việc đổ lỗi, người mạnh thường truy tìm hướng giải quyết và đối mặt với hiện thực. Bằng việc dũng cảm đối diện với khó khăn, thắng lợi sẽ luôn trực chờ bạn. Khi bước vào cuộc đời, tâm lý của bạn sẽ quyết định kết cục cuối cùng. 4. Tạo tâm lý tích cực, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Mấu chốt của thành công là luôn giữ được sự lạc quan. Điều mà con người càng hy vọng thì họ sẽ càng có cách để đạt được. Đó là tâm lý chung của những người mạnh mẽ. Tính sáng tạo và sự động viên hàng ngày sẽ đem đến những kết quả đáng mong đợi. Hãy luôn giữ sự quyết tâm và tích cực để biến nó thành hy vọng. Nếu có hy vọng, chúng ta sẽ luôn cố gắng đạt được mục tiêu bất chấp những giới hạn của bản thân. 5. Sự nhiệt huyết và hăng hái là nguồn năng lượng lan tỏa. Sự quyết tâm theo đuổi và bám sát mục tiêu là điều đáng học hỏi từ loài sói. Những người xung quanh sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn nếu bạn theo đuổi mục tiêu hàng ngày. Sự nhiệt huyết này được bắt nguồn từ nội tâm, đôi khi nó trở thành ngọn lửa lan tỏa năng lượng tới cả những người xung quanh. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của mỗi người nhưng nổi trội nhất chính là sự hăng hái. Đây chính là phần làm nền sự nhiệt huyết, là tố chất tiềm ẩn sâu trong tâm hồn mỗi con người. Sự hăng hái là linh hồn của công việc, thậm chí là bản thể của cuộc sống. Sự hăng hái sẽ thúc đẩy bạn cảm nhận thành quả từ công việc, từ thành công trong cuộc sống. Hơn hết, chúng sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 6. Sự thành công bắt nguồn từ những nỗ lực nhỏ nhất. Có thể bạn cho rằng bản thân mình là người thiếu may mắn hay kém cỏi vì chưa từng cảm nhận được mùi vị của thành công. Mỗi người sẽ có một con đường riêng để bước tới và đích đến thành công cũng phụ thuộc vào quyết định của họ. Cũng giống như cuộc đi săn của loài sói, chúng luôn truy tìm con mồi tới tận khi đạt được mục đích. Khó khăn và gian khổ là động lực để bạn vượt qua chứ không phải vật ngăn bạn đến với thành công. Trên con đường thành công của mỗi người, chỉ cần bạn giữ được quyết tâm như loài sói, nhất quyết không từ bỏ tia hy vọng nào thì chắc chắn bạn là người chiến thắng. Thành công sẽ nối tiếp thành công nếu bạn luôn tìm cách phá bỏ những rào cản về hoàn cảnh cả tâm lý. 7. Thành công dành cho kẻ dám mơ lớn. Những người thành công hiểu rằng không ai đánh thuế giấc mơ. Nếu như mình không tự xây dựng ước mơ, thì người khác sẽ thuê mình xây dựng ước mơ của họ, và bởi vì thế người thành công họ dám mơ những ước mơ lớn và nỗ lực từng ngày để thực hiện điều đó. Trên hành trình chinh phục ước mơ, không ai có thể tránh khỏi muôn vàn những thách thức, khó khăn, có những giọt nước mắt, có sự cô đơn, có những chán nản, mệt mỏi và có những nỗi sợ hãi. Thế nhưng, những người thành công họ nhìn rõ được những thách thức, những sợ hãi ấy và nỗ lực, dành tâm huyết và sức mạnh quyết tâm vượt qua những chướng ngại để thấy ánh sáng ở cuối con đường, để chạm đến ước mơ đẹp đẽ của mình. 8. Tích gió thành bão, tích tiểu thành đại. Cuộc đời là chặng đường dài cần những vận động viên có quyết tâm luyện tập để nâng cao thể lực hàng ngày. Tất nhiên, bạn sẽ không tìm thấy thành công trong một sớm một chiều. Những người thành công đều đã trải qua vô vàn những khó khăn. Phải học cách vượt qua bản ngã cá nhân và sự tầm thường, ích kỷ thì con người mới có thể hưởng thụ cuộc đời huy hoàng, tráng lệ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là công thức thoát nghèo của 87% người giàu có tự thân. Nếu bạn thấy video hữu ích xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.